Tin giáo sứ cao xá Giáo sứ cao xá mừng đại lễ Giáng sinh Tối thứ Bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2018 Vào lúc 19h30, giáo sứ cao xá đã tổ chức đêm thánh ca cầu nguyện với chủ đề Thiên Chúa ở cùng chúng ta Với sự tham gia của các ca đoàn, hội dòng Ba Đa Minh và các anh chị giáo lý viên Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2018, Cộng đoàn và các em thiếu nhi đã tham dự thánh lễ vọng Giáng sinh vào lúc 17 giờ 30 Các em thiếu nhi rất vui mừng và tràn đầy hạnh phúc với những món quà của ông già Noel gửi tặng sau thánh lễ. Đúng 20 giờ cùng ngày, đêm diễn nguyện căn thức được bắt đầu. Các em thiếu nhi đã cho cộng đoàn cùng mọi người nhìn lại trình thuật sáng thế và mầu nhiệm nhập thể. Sau buổi diễn nguyện, cộng đoàn giáo sứ cùng cung nghinh Chúa Giêsu xu hài đồng từ trong nhà thờ ra lễ đài. Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm. Kết thúc thánh lễ, mọi người ra về trong niềm vui hân hoan đón mừng màu nhiệm Chúa Giêsu -xu xuống thế làm người.